quan trọng nhất là người lịch sự, còn em là cái người quan trọng nhất là cái đầu. Lên múa bài, bê lên rồi bê vẫn cái bài này là gì đấy? Rồi 5 người 6 đó 7 đó tới chị nó đúng nè. Ừ hơi hộp hơi hộp 11 11 đấy rồi chị là đó chị trẻ đẹp đó nhiều tiền đó như thế không như thế không nhiều tiền đó 2 3 4 5 toàn là chơi đi đâu ai giờ lại mình không có gì ngoài tiền chứ đúng không? Cái này là đi 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 không có gì ngoài tiền thì không thiếu mười mấy cọc mà khánh nên làm cho thầy phân tâm rồi thầy nó chuẩn quá chuẩn không đó ăn quay phim thì phải có công, ăn phải nhiều hơn. Công phải nhiều hơn. Công ngoài cái vụ quay phim là còn boss YouTube chùm. Đó. Thì người ta có công phải nhiều hơn. Công phải được thưởng nhiều hơn. Nhiều boss YouTube nữa. Đó. 6. 7. 8. Bằng cho chú luôn. 10. 11. Mình não người ta thấy 10. Chính xác. Ai có công hưởng nhiều chứ 11 là nhất nhất đó. Đây, chúc mừng nhiều sức khỏe. Ê, vậy giờ, giờ em đòi công bằng cho em nè. Em là cái người mà khai trương ra được cái cuộc này mà em không phải. Em mới là nào em chỉ, không, em chỉ xin một tờ nữa thôi. Thôi, một tờ. Anh đúng rồi. Em đúng không? Em một tờ lắm mà. 3, 4, 5 Đây, chúc mừng nhiều sức khỏe. Bữa nay tiền nhiều và chào không? Vô mê lên. Anh không ai được đó. Nhanh, nhanh thật là nhanh. 1, 2, 3, 4, 5 Đây là lão tiền bối. Đây, lão tiền bối mày biến tận nhìn như anh thấy 6 tờ. Lão tiền bối mày hơn tờ 1 Ờ, lão tiền bối mày hơn tờ đó 3, 4, 5 Thêm tờ nữa. Thôi thì... bắt tóc mày không? Thêm tờ nữa. 6 tờ đó. Đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Tao quá thì quá hỏi ra. Đây lão mới được chứ đúng không? Đó, lão mới hay á. Anh được mày hay được tờ. Không, anh Đường á là người hết cặp luôn đi. Hết cặp luôn đi. Nhiều dắt mình. Ờ thì hết cặp luôn đi. Vào Mê Len. Nhưng mà vậy phải không? Là không được động lắm. 11 rồi thì phải là 11 đúng không? 1 Là sao? Là sao? Lý do là sao? 4 Sao lại 11? 5 Có lý do ý nghĩa gì? Nhất nhất 8 9 10 11 Nhất 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 nhất. À là đếm xong cặp này nữa nè. Anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh. Lộc 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 lộc